Cho nên Wow. lòng tham sẽ khiến cho con người ta không làm lớn được. Vậy cho nên bắt đầu từ việc là phải cho đi, cho đi, cho đi thì nó mới ra chuỗi được. Dạ, em chào thầy và mọi người. Những câu hỏi của em là về phần khoán. Giống như là em có ví dụ bây giờ em có ba cô nhân viên, thì một cô á là kiếm cho tiệm là 8.000. Dạ em sống ở bên Singapore. Em làm mì, thì ví dụ một cô kiếm cho tiệm là 8.000, thì cái trả lương cho cô một một nhân viên là 3.500, và thì là còn 4.500, thì em trừ lấy doanh thu, em trừ chi phí, thì một nhân viên lợi nhuận đầu người là khoảng 3.000, thì ba nhân viên thì em lợi khoảng 9.000. Dạ thì bây giờ em muốn là bây giờ em sắp mở thêm một cái tiệm nữa rồi, thì bây giờ cái tiệm cũ này nè thì em muốn khoán luôn, thì ba cô nhân viên thì em bốc một cô ra, tại vì một cô là theo em 1.5 năm nay, em thấy cô ấy giống như là làm tiệm đồ chu toàn ok, nên em muốn bốc cô ấy ra để em khoán. Thì em nghĩ như vậy, em không biết có đúng không, ví dụ bây giờ lương cô ấy là 3.500 và bây giờ là 9.000 lời, thì em lấy cái 9.000 đó em trích ra 20% là 1.000, là để em cho cô ấy luôn để em khoán, hay là em không trả lương là 9.000 cộng với 3.500 là 12.500, em trích ra 40% để khoán. Em không biết cách nào là hiệu quả. Bây giờ thế này, Dạ. cái việc mà mỗi ba nhân viên đấy, mỗi nhân viên làm cho em lãi 3.000 và Dạ. cả cái cửa hàng đấy lãi 9.000, thì Dạ. ngoài em biết thì cô mà em yêu quý ấy có biết không? Dạ không. Vậy thì cái việc đầu tiên em khoán là nó chết khiếp vì nó không biết lỗ hay lãi. Tức là em biết thì em bảo mẹ cái này ngon lắm. Ngon lắm em ạ. Nó bảo chị ơi em đã ăn bao giờ đâu, có một mình chị hốc thôi chứ em đã hốc bao giờ đâu mà em biết nó ngon. Không? Đấy, hiểu hiểu cái này chưa? Vậy thì cho nên nó mới sinh ra tất cả mọi thứ, nó phải sinh ra khớp nối, tức là nó phải có thời gian chuyển giao. Vậy thì bây giờ là em sẽ kèm cô ấy, cho cô ấy quản lý đúng cái việc của em. Và cô ấy bảo là và em cho cô ấy thế này, nếu bây giờ lãi một tháng thì chị sẽ chia cho em 20 tiền lời, 20% tiền lời, chị được 80% tiền lời, nhưng mà nếu mà trước mắt mà nếu mà lỗ thì chị không bắt đền em 20%, vì mình biết chắc nó có lời rồi mà. Thế cô ấy quản lý xong một hồi cô bảo ủa lại 9.000, ủa 9.000 thế mình được 20% là 1.800 cơ à. Xong tự nhiên cô thấy là nó ngon quá, xong bắt đầu bước thứ hai bắt đầu mới lấn tới. Thế bây giờ là chị khoán hắn cho em để chị đi chỗ khác xong em quản lý có được không? Ủa được được được, em nhận ngay, bởi vì em đã ăn thử và thấy nó gì ngon, nay Ngon. quen miệng rồi. Đấy, xong tiếp tục đến nấn một bước thứ ba nữa, chị ơi chị làm ơn chị có thể cho em đóng góp là 40% cổ phần được không? Bảo được, mày nộp tiền vào đây 40%, thế là gì, nộp 40% thì đúng ra mày được có 40% lời, nhưng mà bây giờ mày được 60% lời và tao chỉ có 40%. Và bây giờ thì nó tùy vào tâm của mỗi ông chủ cửa hàng nó sẽ khác nhau. Có cửa hàng họ làm 2 tỷ, họ bảo là tao làm mất 3 tỷ, xong họ bán cho 40% là 1.2 tỷ. Vậy chưa không nhỉ? Có những cửa hàng họ làm 1 tỷ, họ bảo 2 tỷ, xong họ bán cho 40% họ cầm về 800. Thế thì khi họ cầm tiền như vậy xong họ lại bù vào một ít, họ làm một cửa hàng thứ hai và họ lại khoán cho người thứ hai. Và cứ như vậy họ có một chuỗi. Và khi hình thành một chuỗi rồi thì bản thân của em chỉ được 20% lợi nhuận trên một điểm bán, mặc dù có thể em đóng góp tới 60% tiền hoặc 50% tiền. Nhưng em sẵn sàng được 20% lợi nhuận trên một điểm cửa hàng. Vì bản chất là em đóng 50% tiền thì em phải được 50% lợi nhuận chứ. Có đúng không? Nhưng mà ở đây em chỉ phe luôn là tôi chỉ cần 20%, còn 30% tôi lại thưởng cái đấy cho nhân viên. Nhân viên tốt. Thế thì như vậy bắt đầu em cảm thấy mình ăn được ít đi. Nhưng thứ mà em lại ăn dày hơn nữa là sau khi em có 20 cửa hàng neo rồi thì em lại quay sang em gì ạ? Cung cấp những cái vật tư cho cửa hàng.
và em lại có lợi nhuận từ cái nguồn thu thứ hai là nguồn thu trở thành gì nhỉ? Nhà cung cấp vật tư. Có anh dung không nhỉ? Và cuối cùng đến câu chuyện thứ ba nữa, nếu lại có 100 cửa hàng thì nó sẽ xuất hiện câu chuyện thứ ba là bây giờ em lại đào tạo nhân sự làm neo và em cung cấp cho các cái cửa hàng đó. Thì như vậy cái người em lại thu phí từ cái người mà gì học nghề neo, nhưng mà nó lại được một cái là ra trường một cái lại được làm việc trên hệ thống của em luôn. Và đó mới là tư duy của người làm hệ thống. Cho nên lòng tham sẽ khiến cho con người ta không làm lớn được. Vậy cho nên bắt đầu từ việc là phải cho đi thì nó mới ra chuỗi được. Xong bây giờ mình không ăn trên điểm chuỗi nữa mà mình ăn trên vật tư cung cấp cho điểm chuỗi. Xong vào một ngày nữa thì mình ăn tiếp trên gì ạ? Cái nguồn thu đào tạo để cung cấp người cho điểm chuỗi. Hình dung cái này không? Chị Thúy thân mến. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi vậy giờ để cho em xin lặp lại là ok, là bây giờ nếu mà khi đầu thì mình cứ cho 20%, thì từ từ nếu mà muốn khoán là phải bắt. Chị Thúy thân mến. Em nói 20 hay là 10% hay 30% đấy là em ví dụ. Dạ dạ. Còn tùy thuộc vào lòng tham của chị bao nhiêu thì chị cắt ra bấy nhiêu nhá. Dạ. Không, chị em đã hiểu. Cắt. Dạ. Chị cắt đúng như em, xong một thời gian bắt đầu nó ăn ít đi, chị lại lẩm bẩm mẹ tiên sứ nó hôm ấy tự nhiên lại bảo zoom làm gì không biết nữa. Dạ. Cái phần em muốn hỏi là giống như là mình phải, nếu mà mình muốn khoán là mình phải kêu bạn đó góp vốn 40% thì mới gọi là khoán hả thầy? Giống như là kêu bạn ấy làm chủ chung đó không thầy? Dạ. Chị khoán doanh thu, chị khoán lợi nhuận thì khoán cái gì chia trên cái đó. Khoán doanh thu thì nó được lương cứng cộng với ăn phần trăm doanh thu. Người làm quản trị trên một điểm thì chị khoán cho nó lợi nhuận mỗi tháng phải có lợi nhuận là 9 tỷ hay là 10 tỷ hay là 900 triệu hay là 9.000 đô. Và nếu mà được 9.000 đô thì tao gì cắt cho mày 20%. Có thể dưới 9.000 đô tao chỉ cắt cho mày 10% thôi. Nhưng mà nếu mà được 15.000 đô thậm chí tao cắt cho mày 30%. Thậm chí được 20.000 đô tao cắt cho mày 40%. Dạ. Dạ em hiểu rồi. Em cảm ơn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn với sản phẩm tư vấn và đóng gói cơ chế khoán hiệu suất. Bạn sẽ có hệ thống vận hành tự động theo cơ chế khoán, giải thoát 50% thời lượng làm việc của lãnh đạo, tăng trưởng 200% hiệu suất làm việc của nhân sự, tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí nhờ nhân sự làm đúng việc và gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Từng vị trí nhân sự thấu hiểu và cùng ông chủ thực hiện mục tiêu doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn xứng đáng được vươn tầm. Hãy nhanh tay đăng ký để được tư vấn hỗ trợ, bởi thành công của bạn chính là khát vọng của chúng tôi.